Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Đặng Tùng Channel. Hôm nay Đặng Tùng lại tiếp tục quay chia sẻ, gửi đến quý vị và các bạn những màn biểu diễn của chú Bìm Bịp nhà mình. Nó tấn công con chuột như nào thì mời quý vị và các bạn cùng theo chân mình để xem nhé. Đặng Tùng xin cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ và chia sẻ kênh của Đặng Tùng đến với mọi người để mọi người cùng biết đến nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mong rằng trong thời gian tới, quý vị và các bạn vẫn luôn ủng hộ Đặng Tùng để Đặng Tùng ra những video hay hơn, đặc sắc hơn cho quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mình cũng xin kết thúc video ở đây nhé. Thì con chuột này khả năng nó sẽ bị con bị phải tấn công nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video lần sau.